đại lý tiết lộ MG7 sắp về Việt Nam, nếu giữ được một loạt option khủng như mới ra mắt ở Thượng Hải, thì K5 và Mazda 6 phải dè chừng. Kể từ khi ra mắt, MG7 nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mê xe Việt Nam, và tới nay, thông tin mẫu xe này sắp về càng khiến giới mộ điệu xôn xao. Theo một số nhân viên bán hàng của MG tại Quảng Ninh, nhiều khả năng mẫu sedan MG7 sẽ về Việt Nam trong năm 2023. Một người cho biết thời điểm mẫu sedan cỡ D này về nước là vào khoảng cuối năm 2023. Thông tin này chưa được nhà phân phối xác nhận. Hiện tại, MG Việt Nam đang trong quá trình đổi chủ. TC Services Việt Nam, công ty con thuộc tập đoàn Tan trong mô tô, sẽ không còn là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam, do Said Moto International Co. NTD, SMIL đã chấm dứt thỏa thuận phân phối ở nước ngoài. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm nay, và do những thay đổi trong chiến lược toàn cầu của SMIL. MG7 bắt đầu được mở bán vào cuối tháng 3 năm 2023 vừa qua tại thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu xe mở màn cho series hoàn toàn mới tên Black Label, của thương hiệu gốc đến từ Anh Quốc. Mẫu sedan hạng D này cũng được trưng bày tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023. MG7 2023 sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.884mm x 1.889mm x 1.447mm, trục cơ sở đạt 2.778mm. Kích thước này đưa xe vào phân khúc hạng sedan hạng D, khi về Việt Nam sẽ cạnh tranh với Toyota Camry, Kia K5 và Honda Accord. Tuy nhiên, nếu giống đàn em MG5 thì giá MG7 sẽ thấp hơn một chút so với các đối thủ Nhật, Hàn. Thiết kế của MG7 có phần dữ dằn, cơ bắp làm chủ đạo ngoại thất khác hẳn với những đối thủ kể trên. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn giữ lại được chất xăng nhờ kiểu dáng cúp, khiến nhiều người liên tưởng đến mẫu sedan hạng xăng Audi A7. Đầu xe MG7 xuất hiện cụm đèn LED sắc lẹm cùng hốc gió khá lớn đặt tại cản trước, hỗ trợ bằng hốc gió hai bên, giao diện khá giống concept siêu xe MG Cyberster của họ. Tùy cấu hình trang bị mà mâm xe sẽ là loại 18 in hoặc 19 in, kèm lốp 225/50 hoặc 245/40. Đuôi xe mới là khu vực giàu điểm nhấn nhất, với những bề mặt nổi cơ bắp, đèn hậu ngang LED, cửa sổ sau với góc nghiêng lớn, cánh gió đuôi vịt và 4 ống xả lớn, chưa kể cánh gió chủ động 3 cấp ngang hàng Porsche Panamera. Bên trong MG7 tạo cảm giác sang trọng và cao cấp. Hãng xe Anh Quốc đi theo xu hướng tối giản khi lược bỏ hầu hết các phím bấm vật lý. Một số nút tắt như tăng trên giảm âm lượng, nhiệt độ điều hòa, được bố trí dạng nút cảm ứng ở dưới mép màn hình. Hai màn hình ở tablo có tổng kích thước 39,22 in, 14,1 in trái, 25,12 in. Phải, đi cùng với hệ thống âm thanh đầu ra 14 loa Bose. Tại Trung Quốc, MG7 có hai cấu hình chuyển động xăng, khởi đầu là bản 1.5 lít tăng áp 183 mã lực và 300 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp và dẫn động cầu trước. Bản cao nhất tạm thời là dòng 2.0 lít tăng áp 254 mã lực và 405 Nm đi kèm hộp số tự động 9 cấp ZF và dẫn động cầu trước hỗ trợ, bởi vì sai điện tử chống trượt và hệ thống treo điều khiển điện tử.